Xin chào tất cả các cô, các chú và các bạn nhỏ thân mến. Cháu tên là Nguyễn Minh Phong, học sinh lớp 3A2 trường tiểu học thị trấn Phồn Xương. Thưa các cô, các chú, trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 15 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đã viết: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ vào một phần lớn ở công học tập của các em. Để học theo tấm gương của Bác, ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ cháu thường xuyên đọc cho cháu nghe những cuốn sách, câu chuyện cổ tích, mà trong đó là những bài học với ý nghĩa khác nhau. Từ đó, bản thân cháu đã hình thành cho mình một sở thích, đó là đọc sách. Đến với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021, có chủ đề là cuốn sách Tôi Yêu, cháu xin phép giới thiệu tới các cô, các chú cuốn sách rất hay và thú vị. Có chủ đề Kỹ năng sống cho học sinh, tên là Tai nạn và phòng tránh của nhà xuất bản Phụ nữ. Cuốn sách được xuất bản ngày 18 tháng 2 năm 2019, có tất cả 119 trang, bao gồm các nhận biết và đưa ra hướng dẫn cho các bạn học sinh khi gặp phải 10 vấn đề như động đất, mưa lớn, cháy rừng, nắng nóng, vân vân và rất nhiều thông tin bổ ích khác. Bên cạnh đó, cuốn sách thu hút người đọc với hình ảnh minh họa, ngộ nghĩnh, đáng yêu và đầy màu sắc. Cuốn sách sẽ cung cấp cho các bạn nhỏ những bí kíp để nhận biết và xử lý các tình huống tai nạn thường gặp để tự bảo vệ mình. Các bạn nhỏ có biết, khi gặp trời mưa to, sấm chớp, chúng ta không nên đứng trú mưa dưới gốc cây to không? Lời giải đáp được chỉ rõ ở trong cuốn sách mà cháu đang giới thiệu. Hay khi không khí lạnh tràn về, chúng ta cần làm gì để bảo vệ sức khỏe? Nếu vận động lâu dưới trời nắng nóng, chúng ta sẽ gặp phải vấn đề gì? Làm thế nào để phòng tránh các rủi ro do trời nắng gây ra? Rất nhiều câu hỏi đều được giải đáp qua cuốn sách nhỏ này. Những tình huống như tai nạn, thậm chí là thảm họa thiên nhiên đều sẽ được các nhân vật truyện tranh mách cho chúng cháu biết mình nên làm gì. Mặc dù với lượng lớn kiến thức được đưa ra, nhưng từ ngữ được sử dụng trong cuốn sách rất dễ hiểu, phù hợp với chúng cháu. Nhận biết được tai nạn và phòng tránh chỉ là một trong số rất nhiều kỹ năng mà mỗi bạn học sinh cần biết. Ngoài ra, còn cần kỹ năng giao tiếp này, hay là trình bày trước đám đông này, vân vân. Và để có được điều này, chúng ta hãy chăm chỉ đọc sách, tìm tòi kiến thức. Tri thức là vô hạn, hãy tích lũy cho mình thật nhiều kiến thức bằng cách đọc sách và tự mình trải nghiệm, điều tuyệt vời sẽ đến. Các bạn nhỏ hãy tin vào những gì tớ nói. Khi đủ tự tin, bạn sẽ sẵn sàng chia sẻ với bạn bè xung quanh, không ngại giao tiếp với người ngoài, làm nhiều việc có ích hơn. Mong rằng bài dự thi này sẽ đem đến cho các bạn học sinh, các cô và các chú một cuốn sách lý thú. Cuối cùng, cho cháu xin gửi tới các cô, các chú một lời kính chúc sức khỏe. Chúc cho cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 nhận được nhiều bài dự thi hay, ý nghĩa. Cháu xin chân thành cảm ơn.